7. Đề số 7. Câu 1: Là một công dân Anh, bạn nên thứ nhất là tôn trọng và tuân thủ pháp luật, thứ hai là bỏ phiếu trong tất cả các cuộc bầu cử, thứ ba là tham gia các hoạt động tôn giáo và thứ tư là chăm sóc và bảo vệ môi trường khu vực bạn sống. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ nhất và thứ tư. Thì là một công dân Anh thì bạn nên tôn trọng và tuân thủ pháp luật cũng như chăm sóc và bảo vệ môi trường nơi bạn sinh sống. Câu 2, uh, Halloween diễn ra vào ngày nào? Thứ nhất là ngày mùng 5 tháng 11, thứ hai là ngày 11 tháng 11, thứ ba là ngày 31 tháng 10 và thứ tư là ngày mùng 1 tháng 4. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ ba, Halloween diễn ra vào ngày 31 tháng 10. Câu 3, tuyên ngôn nhân quyền năm 1689 đã tuyên bố quyền bầu cử cho phụ nữ đúng hay sai? Thì đáp án ở đây là false, sai. Tuyên ngôn nhân quyền năm 1689 đã xác nhận các quyền của nghị viện và giới hạn quyền lực của nhà vua. Câu 4, tên của cuộc thi cricket nổi tiếng nhất được chơi giữa Anh và Úc là gì? Thứ nhất là The Ashes, thứ hai là The Six Nations Championship, thứ ba là The Grand National và thứ tư là The Australian Open. Thì đáp án đúng với đây là đáp án thứ nhất. The Ashes là giải thưởng dành cho đội chiến thắng sau hàng loạt trận đấu cricket giữa Anh và Úc. Câu 5, Nguồn việc làm lớn nhất vào trong thế kỷ 18 là gì? Thứ nhất là đánh bắt cá, thứ hai là nghề giảng dạy, thứ ba là ngành công nghiệp máy bay và thứ tư là ngành sản xuất. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ tư. Thì vào đầu thế kỷ 18, công nghiệp sản xuất đã trở thành nguồn việc làm chính ở Anh. Câu 6, năm 1314, Robert the Bruce đã lãnh đạo người dân Scotland đứng lên đấu tranh đánh bại người Anh trong trận chiến Bannockburn và Scotland vẫn không bị người Anh chinh phục, đúng hay sai? Thì đáp án ở đây là true, đúng. Câu 7, điều nào sau đây là một ví dụ về hành vi phạm tội? Thứ nhất là hút thuốc ở những nơi công cộng mà không được phép hút thuốc. Thứ hai là tranh cãi về hàng hóa hoặc dịch vụ bị lỗi, thứ ba là tranh cãi về việc sa thải không công bằng tại nơi làm việc và thứ tư là tranh chấp giữa chủ nhà và người thuê nhà chưa trả tiền thuê nhà. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ nhất. Việc hút thuốc lá ở nơi công cộng mà có dấu hiệu ghi là no smoking ở anh thì là trái luật. Có những dấu hiệu được hiển thị để cho bạn biết nơi bạn không thể hút thuốc hay được hút thuốc tại một số nơi. Và chúng ta cần phải để ý Câu 8. Gia tộc Scotland nào đã bị xử tử vì không tuyên thệ Thứ nhất là gia tộc uh, Maclean, thứ hai là gia tộc Macdowell, thứ ba là gia tộc Macpherson và thứ tư là gia tộc Macdonald của xứ Glencoe. Uh, thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ tư, gia tộc Macdonald of Glencoe. Câu 9. Di tích. Stonehenge thuộc tỉnh nào của nước Anh? Thứ nhất là Bedfordshire, thứ hai là Cheshire, thứ ba là Wiltshire và thứ tư là Cornwall. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ ba. Câu 10. Vụ ám sát Thái tử Franz Ferdinand của Áo năm 1914 đã dẫn đến cuộc chiến nào sau đây? Thứ nhất là chiến tranh Crimea Thứ hai là chiến tranh thế giới thứ nhất Thứ ba là nội chiến và thứ tư là chiến tranh thế giới thứ hai. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ hai. Thì vào năm 1914 Thái tử của Áo bị ám sát Sau vụ ám sát này thì giới quân Việt Đức áo hung xếp lấy cơ hội gây chiến tranh bằng cách đổ tội cho các vương quốc uh, Serbia đứng đằng sau vụ ám sát. Và cuối cùng thì ngày 28 tháng 7 năm 1914, đế quốc áo hung tuyên chiến với Serbia châm ngoài cho chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ. Câu 11. Địa danh nào dưới đây là thủ đô của Scotland? Thứ nhất là Glasgow, thứ hai là St. Andrews, thứ ba là Edinburgh và thứ tư là Aberdeen. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ ba thủ đô của Scotland là uh, Edinburgh. Câu 12. Năm 1833, đạo luật Bãi Nô đã xóa bỏ chế độ nô lệ trên toàn thể lãnh thổ đế chế Anh. Đúng hay sai? Thì đáp án ở đây là True Đúng. Câu mười Tên của quá trình mà nhiều địa chủ Scotland đã phá hủy đồng ruộng nhỏ của họ để tạo không gian chăn nuôi cừu và gia súc. Thứ nhất là uh, The Black Death. Thứ hai là The Corn Removal. Thứ ba là The Highland Clearances. Và thứ tư là The Enlightenment. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ ba. Quá trình này được gọi là quá trình dọn quang cao nguyên. Câu 14 bốn. Falkland Islands là một lãnh thổ hải ngoại của Anh và là một phần của Vương quốc Anh, đúng hay sai? Thì đáp án ở đây là false. Sai. Quần đảo Falkland là một lãnh thổ hải ngoại của Anh, có liên hệ quan hệ chặt chẽ với Vương quốc Anh nhưng không phải là một phần của Vương quốc Anh. Câu 15, hai trận chiến nào dưới đây là nội chiến? thứ nhất là trận Waterloo, thứ hai là trận uh, Muston Moor, thứ ba là trận uh, Naseby và thứ tư là trận uh, Azincourt. thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ hai và thứ ba, trận Muston Moor và trận Naseby. câu 16 tên của nhóm hoạt động đấu tranh cho quyền bầu cử của phụ nữ gọi là gì? thứ nhất là Chartist, thứ hai là Befistors, thứ ba là Suffragettes và thứ tư là Quakers. thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ ba, uh, Suffragettes vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20 thì ngày càng nhiều người phụ nữ vận động và kêu gọi cho các quyền của phụ nữ, đặc biệt là quyền bầu cử. họ thành lập phong trào quyền bầu cử cho phụ nữ và được biết đến với tên gọi là suffragettes. Câu 17 Địa danh nào của Vương quốc Anh Đã được bình chọn là cảnh quan yêu thích nhất của Anh Vào năm 2007 Thứ nhất là The Big Ben Thứ hai là uh, Lake District Thứ ba là Snowdonia Và thứ tư là The London Eye Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ hai uh, The Lake District Câu 18. Ai là người đầu tiên sống ở Anh trong thời kỳ đồ đá? Thứ nhất là farmers, thứ hai là peasants, thứ ba là hunter-gatherers và thứ tư là pirates. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ ba, hunter-gatherers, tức uh, những người thợ săn bắt hái lượm. Họ là những người đầu tiên sống ở Anh vào thời kỳ đồ đá. Câu 19, tên của phong trào chống lại uy quyền của giáo hoàng và đề xuất thiết lập lên giáo hội công giáo trong triều đại của vua Henry VIII được gọi là gì? Thứ nhất là cải cách, thứ hai là sự giác ngộ, thứ ba là cuộc cách mạng vẻ vang và thứ tư là phục hưng. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ nhất. Uh, sự cải cách hay còn gọi là The Reformation, phong trào cải cách tôn giáo ở nước Anh đã xảy ra dưới thời vua Henry VIII. Câu 20, bạn cần làm gì để đăng ký số để báo thuế đi làm? Thứ nhất là liên hệ với NHS, mạng lưới chăm sóc sức khỏe Anh. Thứ hai là liên hệ với Bộ Lao động và Lương hưu DWP. Thứ ba là liên lạc với nghị sĩ ở địa phương của bạn. Và thứ tư là yêu cầu chủ lao động đăng ký cho bạn. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ hai. À, nếu bạn được phép làm việc tại Vương quốc Anh, bạn sẽ cần gọi điện thoại cho Bộ Lao động và Lương hưu DWP để sắp xếp một cuộc phỏng vấn xin National Insurance Number để đi làm và báo thuế. Câu 21 Sự kiện thể thao nào dưới đây là giải đua ngựa lớn ở Anh? Thứ nhất là The Wimbledon Championship Thứ hai là uh, Royal Ascot Thứ ba là The Open Championship Và thứ tư là The Six Nations Championship Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ hai Royal Ascot Thì đây là một cuộc đua ngựa kéo dài 5 ngày tại Berkshire Có sự tham gia của các thành viên của Hoàng gia Anh Câu 22, có bao nhiêu thành viên trong bồi thẩm đoàn ở Scotland? Uh, 12, 14, 15 hay là 20? Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ 3. Có 15 thành viên trong bồi thẩm đoàn ở Scotland và họ được gọi là các bồi thẩm viên. Câu 23, land là gì? Thứ nhất là 40 ngày trước giáng sinh, thứ hai là 40 ngày sau lễ phục sinh. Thứ ba là 40 ngày trước lễ Phục sinh và thứ tư là 40 ngày sau giáng sinh. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ ba. Uh, the 40 days before Easter thì uh, lent tức mùa chay là thời gian 40 ngày trước lễ Phục sinh, kéo dài từ ngày thứ tư lễ cho đến trước thánh lễ tiệc ly vào chiều thứ năm tuần thánh. Câu 24 cuộc chinh phục của nước ngoài thành công cuối cùng ở Anh vào năm nào? Thứ nhất là 1410 năm, thứ hai là năm 1314, thứ ba là năm 1066 và thứ tư là năm 1200. Đáp án đúng ở đây là bạn thứ ba, năm 1066. Thì cuộc chinh phục Norman là cuộc xâm lược nước ngoài thành công cuối cùng ở Anh vào năm 1066.